Mai tao sẽ làm clip chuyện này. Tao kêu là đua ông thằng dở hơi. Ôi, kinh phết nhở, thích đấu anh đánh gà thế mà cũng thích đấu nhở. Anh đánh gà thế mà cũng thích đấu nhở. Đi mẹ, sao mày biết tao đánh gà? Anh đánh game với em đánh gà bỏ mẹ, cái thế lính mà chả biết đẩy. Đi đi con mẹ, mày mồm rồi đi. Ôi chó ơi, bạn chung anh à, sủa gắt phết. Anh đừng gáy chết lẹt thì gì. Đấy, anh đi giờ anh thấy ạ, cho em xem phát xem nào. Cho em xem có cái độ tin tưởng để kéo anh lên thách đấu cái xem nào. Mấy là 2k2 gáy khét mà. Thì gọi người ta gọi là gì nhỉ? Chưa trải sự đời đấy anh em. Mấy ngày gọi là chưa trải sự đời. Nói thì chứ gáy khét thì cũng chỉ là gáy khét vui chứ có chửi ai đâu, có làm hại gì ai đâu. Được anh ạ, được, thế hợp lý rồi. Ở trên Hà Nội làm gì đấy? Em làm gì đấy? Em bán thẻ thôi. Bán thẻ gì? Lừa đảo à? Lừa đảo à? Tiền bán thẻ lừa đảo. Bán thẻ điện thoại, thẻ Viettel, theo thẻ tiền. À, anh ơi, à, anh Duy ơi, à, tối anh có đập đá xong anh mới livestream không? Mày bị điên à? Sao em thấy hôm nào anh livestream anh cũng khét đấy, anh cũng gáy khét đấy. Đúng rồi, anh chả gáy. Mẹ hé nó ban cửa nó gắt rồi. Mình sẽ đánh con rồng anh ơi. Đi mẹ đi con rồng mê đúng không? Đi con rồng nghiện đúng không? The might of Demacia will prevail. Con lợn này đi con rồng nghiện. Duy Dragon. Nhà anh bảo mày làm YouTuber, mày làm mấy cái làm quả 24 giờ làm chó cái lên luôn. Mày nghe anh. 24 giờ làm chó. Mày kiếm cái bàn nhựa ấy, cái bàn nhựa sông Long ấy, coi như là cái chuồng không chui gầm. Bịt mẹ lên luôn, lên luôn. Cái này bọn kia nó bảo anh thử tác 24 giờ lè lưỡi. Nó bảo mày đấy, mẹ con lét mày lè lưỡi kìa. Mày thử đi. Anh em trên kênh đang nghĩ cho mày đấy. Thử thách bịt mẹ 24 giờ lè lưỡi thở đi. Thì mẹ mấy thằng lồn thì bựa mấy thằng. Đánh luôn. Phớt, ôi hả, lát. Ôi thằng này mẹ mày. Ui ơi. Ôi thì chết. Mẹ mày nó nằm sửa tách trong hút máu cái đéo. Chí ra mày không? YouTuber khác sửa ta thì mẹ mày. Trình kim cương 1. Vãi rồi vào đây mày chôn tao à? Cứu em mày thôi. Cứu cái đéo thì tao ăn đến level 6 rồi mình đi canh ấy. Ui đi mày à mày. Ôi, nó lướt kinh chưa? Đi em thằng em 202 nói hơi bướng một tí, chưa trải sự đời nghĩ lo chán. Trận này ghiên anh nhé, không mấy thằng cháu nó lại nổ cây cây cây. Ok mình ơi. Thầy quá anh ơi. Không phải là kia này em non đâu, em cố tình để cho anh gánh ấy, cho anh có đất diễn ấy. Really nigga. Mẹ thằng lồn này nó ngố kinh quá anh ơi. Tí không á? Từ sao mày cứu đéo cứu lắm thế? Đéo mày gì vậy? Cứu em ấy. Mẹ mày thủ ra đuôi để vào đây bảo tao cứu à? Thì em dùng tay quá. Mày nó đánh hay. Mẹ không biết đâu. Yên tâm. Ui đi mày à, mày thằng ngon nên nó đánh. Đi mẹ. Mẹ à mày thôi, mày tao thật đi con mẹ cay thế nhở? Chấp nó anh à, đánh thật này. Chấp nó anh à, đánh thật này. Là cái xem bao đi fuck you bitch. Tiếng thách đấu 700 điểm, đéo gánh thằng kim cương 1, chán quá. Mày im con mẹ mày mồm không để bố mày farm không? Đáp áp ca đấy nhá, thì mẹ nói hơi nhiều. À, dạ bà bì dì restaurante kê ra là rộp. Được rồi, nó sẽ ép em, anh cần đi. Mày xích một cái là chết luôn, mày xích đi, xích đi. Chưa được, mày hết stack rồi chơi luôn này. Thấy chưa? Hồi sinh. Em bảo rồi dễ bãi lồn ra mà cũng không làm được. Nói già mà non lại tự ái. Địt mẹ nó cay tê nhờ. Mang kia quan tram. Mẹ bị đằng kia bông bột gấp đôi lính. Mẹ lỗi thôi. Lỗi. Từ từ nhá. Để ăn cuông lên này. Enemy spotted. Đấy anh ơi, làm stack. Hết stack á. Mẹ bị đụng mặt tăng hồ. Nó xuống nha anh ơi. Em xuống theo được á. Em xuống theo luôn. Đánh con anh ơi. Không đò. Mẹ đánh chết trà luôn sợ. Giáo án khạc đòn của anh chuẩn vãi lộ. Mẹ thằng này chơi em anh ơi. Cứu ơi. Ôi chạy được rồi.
Anh ơi, mạng ra. Nó chết rồi, không còn đuổi đâu, nó chết rồi. Đuổi lộ, mày, mấy thằng kim cương nhóc. Cái gì? Con mẹ, thế mà ở quê chưa thằng nào đánh mày nhỉ? Mày, mấy thằng kim cương nhóc. Thấy chưa? Sơ game à? Chơi anh ơi. Thấy không hay chưa? Đặt đòn nó. Được của nó luôn. Rồi, hay. Mất bà nó chụp tốt của em rồi. Ít mẹ ơi, đừng ngồi, nó đeo lên tốt. Ít mẹ, nó mất hết tiền rồi. Ít mẹ, nó ít lồn kim cương để chơi game. Trời ơi, khạc đòn thế mà không tung được. Chạy anh ơi, hết nhẫn đấy. Mấy anh em kênh chat chuẩn bị xin cái địa chỉ nhà mày rồi đấy. Mày nói ít đi một tí được không? Chó này. Cái phần này càng cắm mỏ. Cái lồn má. Nope. Mất cốt này. Ít con mẹ, lon đấy nhở. 14 phút, nó chưa ngừng một câu nào. Nó nói liên tục như một cái máy. Ủa lồn, 450. La. Anh ơi, không có đòn. Từ nhá, chín lên đâu lát, từ. Rồi, hàng tới đây anh ơi. Hàng đòn nó. Rồi, giữ thằng này. Rồi, em làm hết rồi đấy anh ơi. Rồi, chọc của nó. Úi rồi, anh vừa lát cái gì đấy anh ơi. Không, anh cần đâm. Vậy nó mắt em rồi. Anh vừa lát thẳng nó mắt em rồi anh ơi. Anh cần đâm rút. Em làm hết luôn anh ơi. Thằng lồn, mẹ 450. Con mẹ, bấm mẹ nhầm nút. Anh nhìn thấy chưa, mẹ mày, khi mà Khang thách đấu đua với lại Duy Kim Cương, Macro nó khác nhau như nào cho anh ơi. Từ một thằng 02, lên 52. Đánh cái vuông 1, bị solo kill 2 mạng, vẫn khóc lóc rồi, chà. Solo kill 2 mạng nhưng mà vẫn xanh ạ, đấy là đẳng cấp của thách đấu. Mẹ, chắc là tao đều lên ganh đâu nhỏ, Khang nhỏ. Thế chơi game thì anh định không ganh à? Rồi anh không canh thì mất tố cáo cho đi dầm cái gì mà đi dầm không biết canh. Đấy, 24 tuổi mà đi dầm không biết canh. Thế thì càng là lon. Gây! Lòng cái lòng ba mày. Mai tao sẽ làm clip trận này. Tao kêu là đua ông thằng tử hơi. Mai à mày, chơi mai đấy. Ăn dòng đi. Anh quỳ bụt. Chơi đó anh ơi. Dòng giúp cái lồn như tầm này. Mày à mày đánh nhau thì đéo đánh. Tôi là gọi anh ơi, về được không? Lời rồi. Lời cái đâu bùi. Thằng ấy nó cứ luyên thuyên chim vành khuyên cái đéo gì ấy. Thôi bây giờ anh khuyên chân tình mày bỏ đá đi anh nói thật. Đánh ngay. Đánh được, đánh luôn anh ơi. Mày à mày khạc đòn quả đi, mà em mới thách đấu mấy luôn. Úi giời, mà em khạc đòn mới thách đấu mấy luôn. Được quay rồi. Đi, mọi em khang thách đấu. Làm hết luôn. Đánh không, mình đang mạnh, đánh luôn. Mày đồ đi. Rồi chưa? Có rồi à? Ok, đánh luôn, ép bóc thằng này chơi luôn. Mày xí lách thì chẳng chơi đâu. Đánh luôn, em mọc xong. Đánh luôn, tới luôn. Đánh luôn, anh luôn. Rồi. Mày làm hết game luôn. Làm cái gì? Anh dừng phạt không lại cái thằng này à? Lại, bớt. Hay quá, lạc. Thế thì anh em cũng bảo chơi đá này, mày mai bố mày đọc được thì ăn đồ. Bố mày. Mày tí mày đưa Facebook bố mày, tao nhắn tin cho bố mày về tình trạng của mày thôi chứ thế này ngáo quá rồi em ạ. Anh thấy cái gì chưa cả? Chạy đây. Mày ám đá đánh chứ hả? Mày ám em khang chơi đá, được em khang. Từ, nếu mà không ăn được thì ép đánh này. Anh đi. Ly sinh ra rồi. Nó ở nhà mà. Anh không sợ mai ăn cái gì nó lang ra rồi. Ra cái lồn nó kịp được. Kịp. Em là IG nó cả. Mẹ mày chưa, mày đánh cái IG lửa tiếng, Ly sinh chạy chưa tới luôn.
Tôi xin tới này rồi, hay quá. Ice so.